Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt kiều bào và những người bạn Italy thân thiết. Chiều ngày 25 tháng 7, theo giờ địa phương, ngay sau khi đến thủ đô Rome, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn cấp cao đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, kiều bào ta, đang sinh sống, làm việc và học tập tại Italy. Buổi gặp mặt còn có sự tham dự của đông đảo những chuyên gia, nhà nghiên cứu, thành viên các tổ chức hữu nghị, những người bạn Italy thân thiết với Việt Nam. Báo cáo với Chủ tịch nước, Đại sứ Việt Nam tại Italy Dương Hải Hưng cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Italy có khoảng 5.000 người sinh sống rải rác trên các vùng miền của Italy. Bà con có sự gắn kết trong đời sống, địa vị pháp lý ổn định và được quốc gia sở tại đánh giá cao. Mới đây, bà con đã thành lập Liên minh Chủ tịch các hội người Việt Nam tại Italy để liên kết các hội đoàn người Việt Ông Phạm Văn Hồng, Chủ tịch Phòng Thương mại Italy Việt Nam phát biểu, bày tỏ vui mừng vì sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác hai nước, nhất là về thương mại, đầu tư. Thông tin về tiến trình thành lập Liên minh Chủ tịch các hội người Việt Nam tại Italy, ông Hồng nhận định sự kiện này sẽ tăng cường kết nối các hội đoàn người Việt tại nước sở tại, đồng thời tích cực quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam tại Italy và châu Âu. Theo ông Trần Minh Châu, Chủ tịch Hội Tương trợ Italy Việt Nam cho biết, Cộng đồng người Việt Nam tại Italy hòa nhập tốt vào quốc gia sở tại. Đa số gia đình hỗn hợp Việt Nam Italy với số lượng lớn cô dâu Việt Nam lấy chồng người Italy đánh giá cao công tác chống dịch Covid-19 của Việt Nam. Thay mặt bà con Việt kiều tại Italy, ông Châu bày tỏ cảm ơn nhà nước, đại sứ quán đã hỗ trợ bà con khẩu trang trong giai đoạn khốc liệt nhất của dịch Covid-19, phát biểu tại buổi gặp mặt đại diện Hiệp hội INTRA, Tổ chức Văn hóa, Phi chính trị và Phi lợi nhuận cho biết, Hiệp hội đã phối hợp với thành phố Tô để thành lập Thư viện Hồ Chí Minh và Việt Nam. Tất cả những cuốn sách về Bác Hồ và Việt Nam tại Thư viện cũng được lập danh mục trên Internet, trên nền tảng mạng xã hội để lan tỏa trên toàn thế giới. Bày tỏ vui mừng gặp gỡ đông đảo bà con đại diện cho cộng đồng kiều bào Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Italy cùng những người bạn Italy thân thiết với Việt Nam chủ tịch nước nhấn mạnh nửa thế kỷ qua mối quan hệ việt nam italy đã không ngừng phát triển trên mọi phương diện chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ tạo thêm sung lực mới gia tăng sự tin cậy chính trị đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới thực chất hiệu quả hơn vì sự phát triển của mỗi quốc gia Vui mừng được biết cộng đồng người Việt tại Italy luôn đoàn kết, thân ái, tương trợ lẫn nhau và có mối quan hệ gắn bó, thân thiết với người bản địa, đời sống ổn định, chủ tịch nước cho rằng đây là những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Italy ngày càng phát triển thời gian qua. Đất nước, tổ quốc được ví như người mẹ và người mẹ luôn theo dõi, quan tâm những người con của mình sinh sống, làm việc ở khắp nơi trên thế giới và luôn vui mừng được chứng kiến những người con của mình thành đạt Chủ tịch nước nói. Thông báo cho bà con Việt Kiều một số nét về tình hình đất nước, Chủ tịch nước chỉ rõ trong những thành tựu chung của đất nước thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có kiểu bào ở Italy và có sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế như các bạn bè Italy thân thiết với Việt Nam. Chủ tịch nước đánh giá việc các trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, tổ chức nước ngoài dành thời gian nghiên cứu, truyền bá văn hóa Việt Nam là một điều rất đáng trân trọng thay mặt đảng nhà nước chủ tịch nước võ văn thưởng cảm ơn các bạn bè italy thân thiết với việt nam vì sự ủng hộ nhiệt tình mối quan tâm đồng hành hỗ trợ việt nam trong suốt những năm qua chủ tịch nước nhấn mạnh đảng nhà nước luôn coi kiều bào việt nam ở nước ngoài là một phần gắn bó máu thịt không thể tách rời của dân tộc việt nam mong muốn người việt nam ở nước ngoài hội nhập tốt vào quốc gia sở tại có địa vị pháp lý ổn định, đoàn kết, tương thân tương ái và đặc biệt là có mối quan hệ gắn bó tốt đẹp với người dân quốc gia sinh sống. Chủ tịch nước mong muốn kiều bào Việt Nam ở Italy giữ vững bản sắc văn hóa truyền thống của người Việt, duy trì bảo tồn và sử dụng tiếng Việt cho các thế hệ tiếp nối, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, chấp hành tốt luật pháp nước sở tại, duy trì phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và luôn hướng về cội nguồn quê hương đất nước đánh giá cao hiệu quả hoạt động của đại sứ quán việt nam tại italy và các hội đoàn người việt tại đây chủ tịch nước mong muốn tập thể cán bộ nhân viên đại sứ quán các hội đoàn người việt làm tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình đóng góp nhiều hơn nữa vào việc vun đắp thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp tình hữu nghị truyền thống giữa việt nam và italy